Chào mọi người, hôm nay mình xin chia sẻ thêm một món chả chay vừa thơm ngon lạ miệng làm từ bắp nha các bạn. Chả làm xong thì các bạn có thể ăn cùng với bún xào chay hoặc là món ăn vặt, hoặc các bạn có thể xào cùng với các loại rau củ mà các bạn thích. Và chả khi mình ăn bên trong thì nó có cái độ ngọt tự nhiên từ bắp và mình ăn kèm với là tương ớt. Cách làm chả này thì cũng rất là đơn giản và dễ làm. Đây là nguyên liệu để mình làm chả chay thì mình có 3 trái bắp, ít cọng hành lá. Về phần gia vị thì mình có 1 thìa canh hạt nêm chay, 1 ít tiêu, 1 ít đường. Và bột chiên giòn thì mình sử dụng 1 ít. Còn bột mì thì mình sử dụng 20 g, 1 ít nước tương. Thì đầu tiên mình sẽ đi bào những cái hạt bắp này ra nha các bạn. Thì mình dùng cây dao để mình bào, hay là các bạn có thể sử dụng cây dao bào cũng được nha. Và mình sẽ bào những cái hạt bắp này ra cho nó mỏng, mình đừng có bào dày quá. Thì mình bào hạt bắp nó mỏng như vậy á, thì khi mình chiên lên á, cái phần hạt bắp của mình nó được giòn và được ngon hơn. Hành lá thì mình sẽ cắt mỏng ra nha các bạn. Thì bắp mình đã bào xong rồi, mình sẽ để gia vị vô đây. Hạt nêm chay, đường và tiêu. Thì tiêu mình để vô giúp cái phần chả được thơm hơn đó các bạn. Đến phần nước tương, nước tương này á, thì mình sử dụng khoảng 2 muỗng. Về cái phần gia vị á, thì các bạn nêm sao cho hợp và vừa khẩu vị với gia đình mình nha. Và bột chiên giòn thì cái bột chiên giòn này mình để vô giúp phần chả nó có cái độ giòn bên ngoài rất là ngon luôn. Đến phần bột mì thì bột mì này mình sử dụng cái loại bột mì đa dụng nha các bạn. Cái bột mì này á, thì mình thấy làm chả chay nó rất là ngon. Và đây là cái phần ớt bột thì mình dùng 1 muỗng. Thì nếu bạn nào không ăn cay thì mình không cần để cái phần ớt bột này vô đâu nha. Và 1 ít hành lá mình cũng sẽ để vô. Nếu bạn nào ăn chay mình không ăn hành lá thì các bạn không cần để vô, hoặc các bạn có thể thay thế bằng lá lốt. Rồi mình sẽ trộn đều tất cả lên. Và giờ thì mình đã trộn cái phần bắp, bột và gia vị thì nó cũng đã thấm đều với nhau rồi. Thì cuối cùng á, mình sẽ để 1 ít dầu ăn vô. Nếu các bạn không để dầu ăn thì các bạn có thể thay thế bằng dầu mè cũng được nha. Rồi xong cái mình cứ trộn đều tay lên gì á, thì khi mình làm chả, chả chiên lên á, nó sẽ được dai hơn và ngon hơn. Phần bột và gia vị thì mình cũng đã trộn đều lại với nhau rồi đó các bạn. Thì giờ mình sẽ đi nắn những cái viên tròn dẹp và mỏng như vậy nha. À, các bạn có thể nắn to hơn hoặc là dài cũng được. Thì mình dò những viên tròn dẹp và mỏng như vậy thì mình chiên lên á, phần chả của mình nó mau được chín hơn và nó được giòn. Và các bạn khi nhồi bột á, thì mình nhồi cho nó lâu nha. Nhồi kỹ thì cái phần chả của mình á, nó sẽ được dai hơn. Nhồi bột xong rồi á, thì mình sẽ để cho bột nghỉ là khoảng 20 phút nha các bạn. Rồi xong mình đã đem đi nắn những cái viên như gì. Rồi giờ tiếp tục thì mình sẽ nắn những viên này đến khi nào hết thì thôi nha. Những viên chả thì mình đã nặn xong rồi nè các bạn. Thì giờ mình sẽ đem đi chiên nha.
Những viên chả thì mình cũng đã nắn xong rồi, mình mới bắt một cái chảo lên và mình để một ít dầu ăn vô. Khi dầu ăn nóng thì mình sẽ để những viên chả vô, mình để cho nó đừng có dính lại với nhau nha các bạn. Thì mình sẽ đi chiên cho nó vàng đều tất cả các mặt. Giờ cái viên chả này thì nó cũng đã vàng cái bề mặt dưới rồi, mình sẽ chở bè lại và các bạn chiên sao cho nó vừa vàng tới như vậy nha, để nó có cái màu được đẹp hơn và khi mình ăn á thì nó cũng sẽ được ngon hơn. Và giờ thì cái bề mặt dưới nó cũng vàng rồi, mình cũng sẽ chở bè lại. Và mình cứ tiếp tục mình chiên cho nó vàng hết tất cả các mặt. Chả thì giờ mình chiên nó cũng đã vàng đều tất cả các mặt rồi nè các bạn. Thì giờ mình sẽ đem ra ngoài cái giấy thấm dầu nha. Chả thì mình đã chiên xong rồi này các bạn, nhìn màu sắc rất là đẹp luôn. Món chả chay chiên thì mình đã làm xong rồi nè các bạn, thì mình có trang trí ít cọng cải lên để cho được đẹp hơn. Thì cái món chả này á, mình ăn cùng với là một ít tương ớt thì rất là ngon. Và chả làm xong thì các bạn có thể ăn cùng với bún xào chay, hủ tiếu hoặc là các bạn có thể xào cùng với các loại rau củ mà các bạn thích á, cũng đều rất là ngon, hoặc là đem đi kho cũng rất là tiện luôn. Thì chả khi mình ăn á, bên trong thì nó có độ ngọt tự nhiên từ bắp, còn bên ngoài á, thì nó có độ giòn nhẹ, rất là ngon. Với cách làm này thì rất là đơn giản và dễ làm, nguyên liệu thì cũng rất là dễ tìm và giúp bữa cơm chay gia đình được ngon hơn và thanh đạm. Thì chúc các bạn có thêm một món chay cho gia đình mình.